Thưa quý vị và các bạn, Trung thu là Tết thiếu nhi luôn được các em chờ đợi. Nhưng giữa đại dịch Covid-19 thì không khí Tết Trung thu sẽ không thể náo nhiệt như những năm trước. Đối với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, ước mơ có một món quà mừng hội trăng rằm càng trở nên xa xỉ. Tuy nhiên ở đảo Ngọc xa xôi, một Trung thu ấm áp đã về mang niềm vui đến các khu xóm nghèo như để bù đắp cho những thiệt thòi của các em. 300 phần quà, mỗi phần trị giá 130.000 đồng, bao gồm một lồng đèn, một cái bánh trung thu, sữa và bánh kẹo đã được trao cho thiếu nhi nghèo, trẻ lang thang cơ nhỡ tại các xã vùng sâu trên đảo Phú Quốc. Trong tình hình khó khăn như hiện nay, những món quà nhỏ chan chứa tình yêu thương của các nhà hảo tâm đã mang đến một mùa trung thu ấm áp cho các em. Chuyến đi này thì cũng đã mang đến cho các em một số nơi có hoàn cảnh khó khăn, ở những nơi như là bãi rác, ở những nơi những cái vùng khó khăn. Những gia đình không có thu nhập về kinh tế hoặc là những trẻ em chưa được đến trường thì lần này chúng tôi đã tặng quà cho các em. Do ảnh hưởng dịch Covid-19, bà con nghèo trên địa bàn thành phố Biển Đảo hầu hết mất việc làm nhiều tháng liền. Dù biết Tết Trung Thu là Tết thiếu nhi, nhưng cái ăn cái mặc còn là nỗi lo, thì lấy đâu ra quà bánh để quây quần đón Tết. Vì vậy khi được cầm trên tay những chiếc đèn đầy màu sắc, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của các em. Hôm nay thì các cô chú lên đây tặng cho con thì con rất là vui, nhưng con không, nhưng mẹ con không có đi mua cho con tại vì mẹ con không có tiền. Trẻ em như búp trên cành, những búp non ấy được nâng niu chăm bồi bằng tình thương sẽ phát triển thành hoa thơm trái ngọt. Theo lời dạy của bác, người dân đảo Ngọc đã không ngại đường xa mang Tết yêu thương đến với thiếu nhi nghèo, dù chính những nhà hảo tâm này cũng đang phải vật lộn với chuyện làm ăn khó khăn do dịch bệnh kéo dài.